Trở lại với quý vị với chương trình Thế giới đó đây. Mở đầu chương trình Hồng Tuyết sẽ đưa quý vị tới Nhật Bản. Và ở Nhật đó quý vị thì theo từng mùa sẽ có từng loại hải sản khác nhau để mà khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng của mùa đó. Ví dụ như là một ngày đi chợ nè, bất ngờ thấy những con cá samma ở trên kệ thì đó là dấu hiệu của mùa thu. Còn vào mùa xuân thì người dân Nhật Bản không chỉ rộn ràng ngắm hoa anh đào mà còn mong chờ đến một đặc sản đó chính là mực đầm đớm Vào thời điểm từ khoảng tháng 3 tới tháng 6 thì những bờ biển của Nhật Bản rực rỡ một màu xanh huyền ảo từ loại mực đơm đớm. Và loài mực này tìm thấy nhiều nhất tại vịnh Toyama của Nhật Bản. Và trên người chúng có một cơ quan phát ra ánh sáng nằm ở xung quanh mắt và đỉnh các xúc tu. Bộ phận này có chứa các chất hóa học sản sinh ra ánh sáng khiến cho loài mực này phát ra màu sáng xanh lúc vào buổi đêm. Vào mùa sinh sản thì mực đơm đớm kéo về vịnh Toyama với số lượng lên đến hàng trăm ngàn con. Và đến vịnh này thì du khách sẽ có được dịp chiêm ngưỡng một bữa tiệc ánh sáng tự nhiên hết sức độc đáo. Trong mùa sinh sản, nhiều lúc bờ biển vịnh Toyama còn xuất hiện tới hàng triệu con mực đơm đớm và chúng nổi lên mặt nước vào ban đêm để đẻ trứng. Ngoài ra thì khu vực Vịnh Toyama còn có một bảo tàng nói về loài mực đơm đớm này. Bảo tàng cũng tổ chức các chuyến du lịch đặc biệt cho du khách vào dịp này mỗi năm với nhiều hoạt động thú vị như là câu mực vào ban đêm, nè, đi dạo bờ biển, ăn tối trên thuyền. Và tầng trên cùng của bảo tàng mực đơm đớm là một nhà hàng sang trọng nhìn ra Vịnh Toyama. Tại đây có phục vụ món mực đơm đớm được người dân chế biến theo nhiều cách khác nhau như là làm gỏi, nè, chiên kiểu tempura, nướng, hấp, vân vân. Tuy nhiên thì người bản địa thường thích nhất là ăn sống loại mực này khi vừa bắt được, chỉ loại trừ mắt của chúng ra. Và ngoài ra thì mực đâm đớm còn được sử dụng làm sushi và rất được ưa chuộng ở đây. Khi mà chúng ta nhắc đến máy bay thì có rất là nhiều người yêu thích thể loại này và chắc hẳn mọi người đều nghĩ rằng nó khá là đơn giản. Nhưng mà có một anh chàng đã làm ra chiếc máy bay không giống với cách gấp giấy thông thường mà nhiều người vẫn làm anh đã dựa trên tỷ lệ 1 trên 60 của chiếc máy bay thật để chế tạo ra chiếc máy bay chở hành khách mang tên Boeing 777 phiên bản giấy hoàn hảo. Người này là anh Luca Laconi Stewart, sinh năm 1991 đến từ Mỹ, là tác giả của tác phẩm Máy bay giấy đặc biệt. Tất cả các chi tiết đều được làm một cách vô cùng tinh xảo và hầu như không bỏ sót điều gì từ ghế ngồi, Khoan hành khách với các chi tiết nhỏ hơn như là cuộn giấy vệ sinh cũng được anh đưa vào trong mô hình của mình. Được biết thì anh đã mất 5 năm để hoàn thiện toàn bộ mô hình máy bay này. Và để hoàn thành nó thì anh cũng dùng tới giấy bìa cứng, keo dán và một cây dao rọc giấy. Anh Luca sống tại thành phố San Francisco và công việc ban ngày chính của anh là một IT. Lắp ráp máy bay chỉ là sở thích mà thôi. Và trung bình thì công việc này cũng phải đòi hỏi sự tỉ mỉ từ giai đoạn thiết kế cho đến đo và cắt từng chi tiết rất nhỏ. Với mô hình máy bay này thì anh đã dùng hơn vài trăm tấm bìa cứng là một chuyện bình thường. Và những ti chi tiết nhỏ thì đường được anh chia ra làm rất là nhiều bản sao để mà anh có thể giữ lại. Từ vài trăm ghế ngồi, nè máy khởi động, cánh quạt của máy bay đều được anh cắt dán vô cùng cẩn thận. Thêm một loại mô hình giấy cũng khá là ngộ nghĩnh mà Hồng tướng muốn giới thiệu đến cho quý vị hôm nay. Đó là một loại mô hình khổng lồ. Đa phần thì mọi người hay nghĩ rằng những tờ báo giấy thường chỉ có một mục đích duy nhất đó là cập nhật tin tức nè. Hoặc cùng lắm là họ dùng nó để gói đồ. Tuy nhiên đối với nữ nghệ nhân người Nhật Chia Hito Tsuyama thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Và cô đã tổng hợp giấy báo cũ để làm thành những mô hình động vật vô cùng độc đáo quá trình sáng tạo này được thực hiện một cách hoàn toàn thủ công và tận dụng mảng màu trên chính tờ báo một cách hài hòa và tinh tế làm nổi bật màu sắc của tác phẩm tất cả đều được làm bằng tay phương pháp vô cùng đơn giản là cô chỉ cần cuộn những tờ giấy báo lại rồi dùng keo để mà nối chúng với nhau để tác phẩm thêm phần sinh động thì cô có sử dụng màu sơn và chi tiết hơn cho như là sơn móng tay và sơn những chi tiết nhỏ của các con vật này đây là công trình đầu tiên tại nhật bản cũng như trên thế giới sử dụng chất liệu giấy báo để làm nên tác phẩm nghệ thuật không chỉ có ý tưởng mà tính công phu của công trình này cũng được đánh giá rất cao từ những con khỉ nhật bản hay là tới chú thằng lằn và kể cả tê giác khổng lồ cô chia đều thổi hồn vào những tác phẩm này từ chính những thứ mà chúng ta đơn giản gọi là rác đây thật sự là một điều tuyệt vời khi mà cô có thể biến những thứ không mấy hữu dụng trở nên tốt đẹp và tích cực hơn và những biểu hiện mà người nghệ sĩ đã chọn cho những con vật được làm từ những thứ bỏ đi này thật sự đã khiến cho con người phải hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và cô chia nói rằng hơn bất cứ thứ nào khác tôi luôn quan tâm đến những cảm xúc thật của các con vật chúng sống cùng với nhau và chúng đều có ăn đều ngủ và đều có một cuộc sống bình thường giống hệt như con người chúng ta vậy chính vì vậy mà tôi muốn thể hiện những điều đó thông qua các tác phẩm của mình để nâng cao nhận thức của mọi người về các loài vật cũng như là môi trường xung quanh các tác phẩm của cô hiện đang được trưng bày và giới thiệu trong các buổi triển lãm của chia hitosuyama và không chỉ riêng ở nhật bản mà còn nhiều quốc gia khác trong đó cũng có cả hoa kỳ Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn. Quý vị biết đó, từ xưa thì ẩm thực Hồng Kông đã luôn nổi tiếng đậm đà sắc hương với đủ loại gia vị. Và sau 35 năm lưu giữ hương vị món ăn truyền thống đặc trưng của xứ Trung trên đất khách, thì nhà hàng Leo Phan, Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodles đã vinh dự là nhà hàng đạt sao Michelin tại Singapore. Và đặc biệt hơn nữa là món gà quay sốt tương trứ danh ở đây chỉ có vỏn vẹn 2 đô la mà thôi. Nằm khiêm tốn trong khu phố người Hoa, nhà hàng Leo Fan Hong Kong luôn tấp nập người ra vào xếp thành một hàng dài. Và để giữ cho truyền bá mùi vị sốt tương đặc trưng của ẩm thực Hồng Kông, thì đầu bếp là ông Jan Holman đã miệt mài trong suốt căn bếp nhỏ trong suốt 35 năm trên xứ đảo Singapore. Đến năm 2016, thì Leo Fan Hong Kong chính thức được các nhà phê bình ẩm thực đánh giá đạt chuẩn một sao Michelin. Đặc biệt là bữa ăn tại nhà hàng cơm gà Liafan Hồng Kông ở Singapore chỉ có giá 2 đô. Tuy nằm trong khu phố Trung Hoa nhưng mà các món ăn ở nhà hàng đạt sao Michelin này vẫn mang hương vị ẩm thực Hồng Kông nổi bật hơn hẳn. Món nổi tiếng nhất tại đây là gà quay sốt nước tương với vị ngọt nhẹ và rất là thơm. Sợi mì được nấu kỹ và có độ chín vừa phải. Ngoài ra thì thực khách có thể gọi gà để mà ăn cùng với mì hoặc cơm, hoặc là chỉ đơn thuần là một phần gà riêng. Nói về ông Jean Homming thì ông làm việc 17 tiếng mỗi một ngày. Mỗi ngày như vậy thì ông nấu hơn 180 con gà trong căn bếp nhỏ của mình. Điểm đặc biệt trong món ăn là miếng gà được phủ đều lên lớp tương đậu, thịt không bị khô, rất mềm và cơm ăn kèm lại rất dẻo. Với mong muốn được truyền bá rộng rãi ẩm thực Hồng Kông, đến cuối năm 2017 thì đầu bếp Chan Minh cùng với thương hiệu ẩm thực nổi tiếng là Herseing Culinary đã khai trương Leofan Hawker Chan, chỉ nằm cách địa điểm đầu tiên vài trăm mét. Liên tiếp sau đó thì thương hiệu Leofan Hawker Chan chi nhánh nhỏ thứ hai của cơ sở này đã có mặt tại tầng 5 của trung tâm thương mại Terminal 21 21 ở ngay tại Bangkok. ở đây thì chúng ta lại biết đến một roller coaster nhưng không phải là bộ chơi nha quý vị mà là một nhà hàng mang tên Rogo. Nhà hàng mang tên Rogo do một công ty thuộc hãng hàng không United Arab Emirates sở hữu, nằm trong khu mua sắm cao cấp có tên gọi là Yas Mall trên hòn đảo nhân tạo tại Abu Dhabi. Rogo có hệ thống 30 đường xoắn ốc dẫn từ bếp cho tới bàn ăn và thực khách thì chỉ cần chọn món trên màn hình vi tính và ngồi đợi. Sau đó thì đồ ăn sẽ chạy từ bếp đến bàn thông qua hệ thống xoắn ốc mà không cần người phục vụ. Đồ ăn được đựng trong những nồi kính và di chuyển trên hai đường ray song song khắp nhà hàng rộng hơn 4.000m2. Mỗi bàn như vậy có hệ thống đường ray xoắn ốc và rất yên tĩnh để vận chuyển đồ ăn. Thực khách thì chỉ cần ngồi chiêm ngưỡng các món ăn của mình biểu diễn nhào lộn 360 độ đến bàn ăn. Và nơi này cũng có khả năng phục vụ đến 360 khách một lúc. Đây là một nhà hàng tàu lượng siêu tốc lớn nhất thế giới và công ty mẹ của nhà hàng còn có các nhà hàng tương tự ở Đức nè, ở Kuwait và ở Sochi. Bây giờ thì thế giới đó đây xin tạm ngưng ít phút cho phần thông tin thương mại nhưng mà hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh nhé. quay lại với thế giới đó đây cùng với Hồng Tứ được phát sóng trên đài truyền hình SET. Thì với phần tin tiếp theo có thể nói đây là một phần tin mà Hồng Tứ nghĩ là rất nhiều người yêu thích bởi vì có một người đàn ông đã một mình tự xây cả một ngôi nhà thờ trong hơn 50 năm. Ông Justo Gallego sinh năm 1925 là một người sùng đạo và có lẽ chính niềm tin tôn giáo đã khiến cho ông ấp ủ dự định xây dựng một nhà thờ bằng chính công sức của mình. Ông bắt đầu xây dựng nhà thờ từ khi còn rất trẻ. Đến nay thì Gallego đã dành hơn 50 năm cuộc đời mình cho công trình tôn giáo này. Ngoài ra thì người ta còn ngỡ ngàng khi biết ông chưa hề được đào tạo qua bất kỳ trường lớp kiến trúc nào. Và thật sự thì Gallego chỉ là người làm công bình thường, khi bắt đầu xây dựng nhà thờ đa số đều nghĩ ông có vấn đề phần khác là chẳng tin ông có thể dành ra nhiều tâm huyết đến như vậy thế nhưng với niềm tin mãnh liệt vào chúa thì ông đang cố gắng chứng minh cho mọi người rằng họ đã sai lầm bằng việc từng bước xây dựng được một ngôi nhà thờ bằng chính đôi tay của mình mà không có ai trợ giúp ông thậm chí bán đi tất cả tài sản và căn nhà của mình để theo đuổi ước mơ này nhà thờ này tọa lạc tại thành phố madrid tây ban nha dù rằng được xây dựng bởi bàn tay của một người không chuyên, thế nhưng kiến trúc của nhà thờ cũng giống hầu hết những nhà thờ thiên chúa giáo khác với tu viện nè, phòng rửa tội, nhà mồ và những bức tường thánh đường. thậm chí ông Gallego còn sáng tạo ra điểm khác biệt giữa công trình của ông và những nhà thờ khác ở Madrid qua việc xây dựng những bậc thang dẫn xuống nhà mồ. mặc dù còn có nhiều thứ ngổn ngang, thế nhưng nhà thờ này là chứng minh rõ ràng cho một sự kỳ diệu của Gallego nói riêng và con người nói chung. Khi mà người ta có động lực và niềm tin thì những điều khó tin nhất cũng sẽ trở thành hiện thực, ít nhất là một phần nào đó. Như quý vị cũng thấy đó thì người Nhật họ rất nổi tiếng với những kiến trúc vô cùng khéo léo. Không chỉ vậy họ còn sáng chế ra kỹ thuật xây nhà gỗ bằng cách ghép gỗ với nhau mà không cần keo dán, cũng không phải đóng một cái đinh nào nhưng căn nhà gỗ Nhật Bản vẫn tồn tại cả trăm năm tuổi và chống lại được động đất thường xuyên tại đây. Ở thời cổ đại, khi chỉ có nguyên vật liệu thô sơ và không có kỹ thuật, máy móc hiện đại như ngày nay, thì những người thợ mộc có tay nghề tinh xảo từ Trung Hoa đã tự chế tác gỗ thành vật dụng hàng ngày mà không cần dùng đến ốc vít keo đinh. Sau đó, thì các kiến trúc sư Nhật Bản đã tiếp tục nghiên cứu và cho ra kỹ thuật ghép gỗ để sáng tạo ra các vật dụng hàng ngày và phát triển xây nhà bền vững. Kỹ thuật này có tên gọi tiếng Nhật là Kanawa Sugi, ra đời với kỹ thuật ghép nối tinh vi, phức tạp với độ chính xác cao mà không cần dùng keo dính hay đinh. Theo quan niệm của người Nhật xưa thì Kanawa Sugi là kỹ thuật xây nhà mang đậm triết lý âm dương. Cụ thể thì đầu khúc gỗ có âm có dương, tức là người Nhật sử dụng kỹ thuật ghép gỗ với một thanh gỗ lồi và một thanh gỗ lõm và họ dùng những thanh và mẫu gỗ lồi lõm ghép các đầu nối với nhau chính xác đến từng mm và chính người thợ mộc làm nhà theo kỹ thuật xây nhà không cần đinh thì được gọi là Miyadaiku, là thợ có tay nghề tinh vi, làm chính xác đến từng chi tiết nhỏ mà người thời nay khó lòng theo được. Và bằng kỹ thuật ghép gỗ Kanawasugi thì người Nhật đã tạo ra những ngôi nhà cầu gỗ ghép có thể tồn tại cả hàng trăm năm mà gỗ không bị lỏng lẻo, mục nát mà còn chống được cả động đất cấp 8. Và kỹ thuật ghép mộng gỗ này của người Nhật Bản được những người thợ mộc truyền từ đời này sang đời khác. Khi mà chúng ta nhắc đến nghề truyền thống thì có lẽ phải nhắc tới những nghệ nhân làm nón Panama. Chúng ta sẽ đi tới Ecuador để gặp ông Simon Espino là nhân vật đang nón mà có giá trị lên đến 25.000 đô cho một chiếc. Để làm một cái nón ông phải cẩn thận chọn lựa từng sợi chỉ cây quý hiếm từ kho sợi đẹp nhất và đặc biệt nhất được chuẩn bị cầu kỳ trong suốt 3 tuần liên tiếp. Và sau đó thì ông phân chia chúng thành bốn cặp ăn ý để tạo thành những đường đan chéo gọi là cruzado. Trong đó có nón lên tới 25.000 mỹ kim từng được bán cho một nghệ sĩ ở Hollywood. Nhưng đó chưa phải là cái đặc biệt nhất. Gần đây thì ông Simon vừa làm thêm một chiếc mà ông gọi đây là chiếc nón đẹp nhất mà ông từng đan, mất hơn 1.000 tiếng để hoàn thành. Ông hiện đang nón cho một đại lý nón có tên gọi là Panama Hawaiian theo yêu cầu của ông Brent Black. Và với một kiệt tác như thế này thì ngay cả đến một nhà buôn nón nổi tiếng như ông Brent Black cũng gặp khó khăn trong việc xác định giá trị của nó vì chiếc nón này còn đặc biệt hơn cái lần trước nữa. Bởi kỹ thuật tạo ra nó quá là tinh xảo, phức tạp với 4.000 mũi trên 1 inch vuông mà theo thông thường thì một chiếc nón khéo léo lắm cũng chỉ đang được khoảng 3.000 mũi mà thôi. Nhưng mà điều đáng buồn là những người thợ làm nón cổ truyền như vậy giờ đây họ đã khá lớn tuổi, không còn đủ tin tưởng để làm nên những chiếc nón tốt nhất nữa. Và số lượng nón Panama trên thế giới được làm giả quá nhiều. Những người kinh doanh những chiếc nón này thậm chí có người còn chưa từng được tận mắt nhìn, tận tay chạm vào chiếc nón thật thụ. Vì những chiếc nón tuyệt đẹp mà những người như ông Simon làm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và họ ước tính là có lẽ nhiều nhất một năm như vậy chỉ có 3 cái. Bây giờ Hồng Tuyết sẽ mời quý vị cùng đi tới Hàn Quốc để mà chúng ta tìm hiểu về nền ẩm thực ở nước này và biết thêm về một quyển sách công thức nấu ăn có từ hơn 300 năm trước. Hàn Quốc là một quốc gia với bề dày lịch sử và cũng không quên nhắc tới nền ẩm thực của họ. Tại đây thì những ai có được quyển sách công thức nấu ăn từ bà Jang Gia Hian thì có thể nói là sẽ học hỏi được rất nhiều. Theo truyền nhân đời thứ 13 là bà Cho Wibun cho biết, Quyển sách này được viết từ 350 năm về trước và trong đó đã ghi lại từ thời vua chúa rất chi tiết về món ăn. Và ngoài ra cũng có nhiều cách làm đồ ăn lên men. Đây là những món khá nổi tiếng của Hàn Quốc mà vẫn còn được mọi người dùng đến. Ngày nay thì với quyển sách đặc biệt này nó đã giúp cho anh Kim Byung Jin thành công xây dựng nhà hàng của mình trở thành nhà hàng 3 sao Michelin ngay tại Hàn Quốc. Với quyển sách đặc biệt thì họ hy vọng ngày càng được nhiều người duy trì và lưu giữ phong cách nấu ăn theo đúng truyền thống của người xưa. Tiếp nối chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến Pháp, một đất nước nổi tiếng với những chai rượu đỏ làm say lòng người. Nhưng ở đây còn có một cách làm rượu khác, đó chính là làm rượu kiểu du mục. Trên thế giới có rất nhiều hãng rượu khác nhau. Tuy nhiên thì 50 năm trước đây có rất nhiều người làm rượu theo dạng du mục ở tại Pháp. Họ không ở cố định một chỗ mà họ đi từ thành phố này sang thành phố khác. Và đến hiện giờ thì hình thức này chỉ còn có hai ba người duy trì và ông Regis Ducos là một trong số đó. Theo ông thì cách làm này không chỉ là cách làm truyền thống của người Pháp mà còn mang lại hương vị rượu ngon hơn những hãng xưởng tạo ra. Ở mỗi thành phố mà ông dừng chân thì khách hàng họ sẽ tự đem trái cây đến mà những loại trái cây họ thích tới cho ông. Và sau đó với số trái cây này thì ông sẽ bắt đầu công việc chế biến rượu. Theo các khách hàng của ông chia sẻ thì hương vị rượu mà ông làm khác hẳn với những loại được bán ngoài tiệm và ông cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người duy trì những cách làm truyền thống như thế này. Kết thúc chương trình tuần này thì chúng ta sẽ tới Đài Loan và cùng tìm hiểu về một món ăn vặt nổi tiếng thế giới. Vậy thì biết bây giờ quý vị có đoán được món nào không nè? Đó chính là đậu hũ thối quý vị nha. Suốt gần 30 năm thì bà Ngô Hứa Bích Anh, bà này năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi và bà kinh doanh nhà hàng gia đình tại Đài Loan. Dùng một quá trình lên men bí mật gia truyền do cha mẹ để lại để chế biến ra 10 loại đậu hũ thối khác nhau. Đây là món ăn được người Đài Loan rất ưa thích chứa đầy vi khuẩn sống và thường được coi là món ăn vặt truyền thống ở Đài Loan. Đậu hũ thối khá là nặng mùi, chính vì vậy mà nhà hàng này đã phải chuyển chỗ hơn 7 lần khác nhau vì có quá nhiều người phàn nàn dù yêu thích hay là không thích ăn thì mọi người đều phải công nhận đây là thứ món ăn ngấm đầy gia vị được cắt mỏng thành miếng có hương vị cực kỳ độc đáo và rất riêng và nó cũng đã trở thành biểu tượng của ẩm thực đường phố ở đài loan theo bà cho biết thì món ăn này cũng rất bổ dưỡng và giúp được cho nhiều căn bệnh khác nhau và nhiều người chia sẻ thì món đậu hủ thối tình cờ được tạo ra tại trung quốc hàng trăm năm trước từ một người bán hàng sau vài ngày ế ẩm thì ông đã mở thùng đậu hũ bị hư và phát hiện ra là thứ hỗn hợp đậu và nước đậu của ông đã bắt đầu lên men. Người này sau đó bạo gan và nếm thử thứ vật phẩm bốc mùi mốc xanh và nhận ra là nó khá đậm đà. Và ông nhanh chóng đem bán, đậu hũ thối từ đó trở nên phổ biến tới mức mà từ Hy Thái Hậu đã đưa nó vào danh sách các món ăn dọn lên phục vụ trong Hoàng cung nhà Thanh. Món này đến Đài Loan trong thời nội chiến Trung Hoa, khi mà khoảng 2 triệu người đi theo lãnh tụ quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch vào năm 1949. Lúc đó thì ông chạy ra hòn đảo này sau khi bị chính quyền Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Theo Cathy Urway là tác giả của cuốn thức ăn Đài Loan, những công thức nấu ăn từ hòn đảo xinh đẹp. Món đậu hũ thối này được chế biến dưới nhiều hình thức ở châu Á, nhưng không nơi nào nó được yêu thích như là ở Đài Loan nơi mà những người bán hàng rong đem nó rán giòn, ngâm muối và bỏ thêm các loại hương vị khác trên các xe đẩy bán ngoài chợ trời tại những khu chợ đêm. Và vừa rồi cũng là phần cuối cùng của Thế giới đó đây. Hồng Tứ rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và nếu như có những đóng góp ý kiến nào hoặc là quý vị có những thông tin thú vị muốn chia sẻ về cho chương trình, hy vọng là quý vị gửi về cho Hồng Tứ qua địa chỉ email đó chính là thế giới đó đây set@gmail.com. Hồng Tú xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.